Vâng, xin được nhắc lại là đối thủ trong trận chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen năm 2018 của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam là những cô gái tới từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở giải năm nay thì đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có phong độ rất ấn tượng, và để ghi tên mình vào trận chung kết thì bên cạnh những nỗ lực của các vận động viên và huấn luyện viên thì còn có những sự đóng góp thầm lặng của nhiều nhân vật khác, và sau đây sẽ là câu chuyện về một trong những nhân vật như vậy. Bà Jang Yong Hyun sang Việt Nam lần này với tư cách là một trong những trọng tài tại giải. Thay vì giữ vị trí quen thuộc là huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, dù vậy bà vẫn xuất hiện trong tất cả các trận đấu. Nếu không là trọng tài thì vẫn sẽ nán lại sân để ghi chép tất cả thông số của các đội. Đó là lý do giúp bà có thể tư vấn về chuyên môn với huấn luyện viên trưởng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mỗi khi đội bóng này thi đấu. Cô Jang Yong Hyang rất gắn bó với chúng tôi. Kể cả khi không có là trọng tài, cô cũng thường xuyên theo dõi các đội bóng để giúp chúng tôi có được một chiến thuật phù hợp với từng đối thủ cụ thể. Ở trận đấu này, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không phải là đội bóng chơi tấn công biên tốt, và dù không sở hữu những cầu thủ có chiều cao, nhưng hàng chắn của họ hoạt động rất hiệu quả. Đây là sự đóng góp rất lớn của bà Jang Yong Hyang. Cũng hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc ở trên sân, cô Yang vẫn thường xuyên góp mặt trong buổi tập của chúng tôi. Cô uốn nắn từng động tác cho các học trò, sửa cho họ rất nhiều. Vì vậy, các cầu thủ của chúng tôi mới có thể thi đấu tốt đến vậy. Bà Jang Yong Hyang đã gắn bó rất lâu với bóng chuyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đủ để tạo ra một sợi dây gắn kết giữa bà và các học trò. Và không có gì để miêu tả chính xác hơn hình ảnh này khi đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giành quyền lọt vào chung kết. Vượt qua thử thách, chỉ còn một trận đấu nữa, chiếc cúp vô địch sẽ ở trong tay. Đúng vào lúc khó khăn nhất thì đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng sát nút. Đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện như thế nào trước đối thủ đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên? Kính mời quý vị đón xem trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen 2018. Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 18 giờ ngày 11 tháng 8, trực tiếp trên VTV6.